Má trời, không biết ăn gì mà thông minh thế không biết được. Có mỗi chia sẻ kèm nội dung viết cái số điện thoại của mình lên, khi người ta tìm là nó ra thôi mà. Đéo làm nãy giờ là đùa ông, đùa ông đúng là các ông ăn gì mà ông thông minh thế hả? Tôi hỏi các ông ăn cái gì mà các ông thông minh thế trời. Tôi cản lời đúng là tìm 5 lần 7 lượt không ra. Nói thế nhưng mà có khi còn nhiều ông còn đéo biết, đéo hiểu gì đâu. Thật luôn đấy, nói thế đấy, chỉ tận tay quay cam chỉ cho, nhưng mà có khi còn nhiều ông còn đéo biết hiểu gì luôn. Thật luôn, nhiều ông đùa ăn cái gì tôi thấy thông minh thật đấy, sợ thật. Má là đời tôi chưa gặp những ai thông minh như các ông luôn đấy, sợ thật. Trần Quang Tú 0966 0966 0966, xem ông này có thông minh không nào. Ui giời, mà gặp ông này mà không ra thì chúng tôi cản lời, không nhìn thì sáng sủa đẹp trai đấy. 0966 972 472 972 472. Mọi người nhấn thích trang fanpage đi đấy. Úi giời, má trời, nhìn cũng mà mẹ mày cao tua đẹp trai thế mà sao em đùa. Đúng là tôi, đúng là tôi cũng hết lời. Đúng mà thôi, chắc có lẽ là tôi mẹ mày lấy thẻ khi tôi mang ra đường đứng phát cho mà phát trên mạng như này, đúng là mẹ mày chết còn mệt hơn là đi sách hồ. Má trời ơi, ôi ôi, một đống thẻ mà một ngày 50 triệu bắt tôi ngồi mà tôi tìm không ra không, một đống này bắt tôi phát kiểu gì trời. Mọi người chia sẻ phải kèm nội dung là số điện thoại. Ui giời, trời ơi, đây là tôi chỉ là nửa này thì bẻ đùa các ông, các bà ăn cái gì các ông thông minh thế trời. Má trời, cuộc đời mày đúng là thật là chứ ngáng bạc. Đúng là tôi thấy đúng là cái cuộc đời này chúng tôi thua. Đúng là tôi chắc có lẽ là mẹ mày mang ra đường đứng phát rồi chứ mẹ phát trên mạng này mệt lắm các ông ạ. Má các ông thông minh quá, khổ tôi đây là nhìn này các cha các chú này, các thánh ơi. Ui giời ơi, đây là cái bài live stream đúng không? Cái mục chia sẻ này các thánh này. Ui giời, các ông ăn gì đéo mà các ông thông minh thế. Cái mục chia sẻ này đúng không? Cái mục nội dung cái này, nói gì đó về nội dung này này, các ông viết cái số điện thoại của các ông vào đây. Trời ạ, à, ví dụ số của ông là 0989839999, viết liền thôi, đừng có viết cách gì cả. Xong các ông nhấn chia sẻ, sau đó là tôi tìm lên trên này, tôi đọc số của ông lên, tôi tìm ở trên này, nhấn tìm phải là nó ra cái bài viết qua số điện thoại đấy, là ra Facebook của các ông, các bà, là tôi kiểm tra thấy chia sẻ rồi, nhấn thích fanpage rồi, là tôi tặng được chưa. Ui giời ơi, mẹ trời, đúng không, mẹ ăn cái gì mà không, mẹ ăn đùa đúng mà, cái ông đúng mà, nhìn thì mà mày đúng là tôi dạy, tôi chỉ có đúng mà các ông vào đây nhận thẻ mà phải để người ta dạy các ông đi nhặt tiền, các ông đi vào đây để chơi để nhận tiền mà còn để cho người ta phải dạy các ông mới nhận tiền thì đúng mà tôi đúng là tôi hết lời rồi. Tiếp theo comment đi, chọn người khác, cứ ai mà không chia sẻ là nó không có từ người chia sẻ nha. Ai có từ người chia sẻ này, nhấn thích trang fanpage rồi là tôi tặng trước cho mọi người đấy nha. Đây, Hoàng Hóa đi. Ui, xem ông này xem nào. Ui, giời, ông này đúng mà tiền còn thấy các tôi bổ ngửa ra đây, đây luôn. Chắc tôi ngất luôn, đây luôn. 0326 03. Nhìn người ta này, khi người ta viết cái số thứ tử lên này bằng điện số điện thoại tìm phát ra luôn, tặng thêm cho ông 100.000 là vì cái tội thông minh quá. Được chưa, xem nào. Ok, chia sẻ 2 lần tặng thêm 100.000 nữa vì ông thông minh quá nha. Được, vào nhận thẻ luôn, không nói nhiều. Được chưa, vào tin nhắn chờ đi. Ui giời ơi, mẹ mày đúng là tôi đúng là thôi chết dở rồi đi. Mẹ hỏi tặng thẻ như này thì má để cuộc đời tôi sao mà lại khổ dính vào công việc này. Mẹ mày rát hơi cổ họng nhà đùa giải công đúng mà. Dạy con từ thuở còn thơ, mẹ mày dạy em từ thuở bơ vơ mới về nhà chồng. Đây này, ông Hoàng Hóa này. Được đấy, ông này thông minh, được. Cố gắng phát huy. Phải chia sẻ viết các sừng giống ông Hoàng Hóa này nha các cha nha, được chưa? Vào thì nhắn chờ đi em. Má là mày mà không biết vào thì nhắn chờ thì anh cũng à mày, nhiều ông còn đéo biết vào thì nhắn chờ ở đâu đâu. Khả năng là tôi vẫn phải dạy tiếp đấy. Tôi gửi thẻ cho nhưng mà không biết vào thì nhắn chờ nhận này, quay ra bảo chửi, chửi lắm, chửi kinh lắm. Đây này. Nhiều ông có khi còn đéo biết vào thì nhắn chờ đâu đâu, thật luôn đấy. Là tôi vừa được nhận thẻ vừa được học Facebook. Tôi lại các ông nha, tôi lại các anh, các chị, các bạn, tôi lại các hết lời. Trời ơi, mọi người chia sẻ nhiều đi. Tất cả mọi người chú ý này, tất cả các mạng đều có này. Một ngày em du phát thẻ 2 lần vào buổi trưa và buổi tối nha. Tất cả tặng công khai minh bạch, mỗi người ai chia sẻ nhiều nhận nhiều, ai làm đúng các bước là nhận. Vào đây là chơi vui, tuyệt đối không lừa đảo. Ai thích thì vào mà lấy thẻ, không thích thì đi ra ngoài. Đừng cấm chửi bới, được chưa? Nhân dịp đây là đang tuyển thêm 2 người nữa. Ngồi cào thẻ, ăn rồi với ngồi cào thẻ thôi. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày.
ăn rồi cứ ngồi cào khẽ cho em, gửi cho những người chơi đây, ngày trả 200.000, ai làm được liên hệ du nhanh đúng 2 suất, ăn rồi ngày cào cho mình, em ngồi cào không cào kịp được chưa, mà mình em nó rất là mệt, tặng nó rất là được ít thời gian tặng, cho nên là mỗi người ý vậy, chứ một lần tặng mà tặng được có 7-8 triệu này là em bị kỷ luật, em bị chửi được chưa. Tất cả này thẻ chưa cào gì, một đống thẻ đây em không thể cầm hết được cho các bác xem được chưa, thoải mái thẻ thoải mái nhận được chưa, vào đây là nhận công khai minh bạch được chưa, ok chưa. Tiếp tục, rất nhiều người chưa nhấn thích trang fanpage đâu, ai mà chưa nhấn thích trang fanpage, chưa nhấn kết bạn với Facebook Khương Văn Du đang tăng ở trên tường, Khương Văn Du có dấu tích xanh, mọi người tìm là có dấu tích xanh nha, thì mọi người nhấn ngay lập tức để mà em tặng cho nó nhanh, chứ nhiều ông không nhấn này em không tặng được. Rất đặc biệt là nhiều ông chưa nhấn thích cái trang fanpage, like cái trang fanpage. Tiếp theo đấy, chia sẻ nhớ chưa, ông này thông minh đấy, ông Hòa này được đạt trắng này, xem ông này có thông minh không, má thì ông này thì đúng không, 0363 0363 0363 778 740 778 740, ngày nào ông tặng thẻ hết. Ông này đúng là ông ăn cái gì mà ông thông minh thế, trời ơi, ơi. Tôi tìm mà không ra Facebook của ông, bỏ qua luôn đi, má trời. Chia sẻ mọi người phải viết cái caption là số điện thoại nha, bỏ qua hết, bỏ qua hết. Má ông nào kém đầu người tự chịu đi, mệt lắm rồi. 0964 0964 0964 029 586 0294 0964 này. Má chết dở, mấy ông này lùa, mấy ông ăn cái gì mà thông minh thế trời. Tìm không ra được số điện thoại của các ông thì tôi tặng vào giải cho các ông ở trời. Chết dở. Ông này Nguyễn Doãn Ngọc tôi còn tìm còn không thấy luôn. Trời trời, chết dở rồi, các ông đùa không? Các ông biết chơi à? Các bạn không biết chia sẻ làm sao để cho người khác tìm thấy Facebook của mọi người à? Mọi người chia sẻ kèm rồi nội dung là cái số điện thoại của mọi người lại để cho tôi tìm cho nhanh. Ý, trời ơi, đùa các ông ăn cái gì mà ông thông minh thế trời. Bỏ qua luôn, tặng người khác, Nguyễn Thị Diệu. Tặng hết nha mọi người, chia sẻ đi. Càng chia sẻ nhiều thì càng nhận thôi, không phải nói nhiều. Nguyễn Thị Diệu 0339 0339 0339 478012 478012. Ui giời ơi, không ra rồi em ơi. Không thấy cái Facebook của em thì anh tặng vào đít cho em mà em. Chết rồi, tôi nhắc các bác thế mà các bác lùa, các bác kém lắm, bỏ qua luôn, bỏ qua tiếp, tặng người mới. Cứ ai chia sẻ mà tìm thấy số điện thoại tôi tặng hết. Miễn sao nhớ này, chia sẻ kèm nội dung là số điện thoại, kèm nội dung là số điện thoại nha các cha, các chú, các bạn nha. Nào, rất nhiều người không chia sẻ thì đừng có comment đi, mất thời gian nha mọi người, để cho những phần còn lại cho người ta comment. Đây bản tiếng Trung Quốc đi, tặng cho bản tiếng Trung Quốc đi. 0908 0908 0908 902 775 902 775. Đấy này, bạn này thông minh này, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, người ta chia sẻ này, đây cho các bác xem này, tại sao tôi tìm thấy này. Ui giời ơi, đấy này, thần đồng này, các thiên tài của thế kỷ 21 này, tại sao người ta tìm tôi, tìm được người ta mà các bạn không tìm thấy này. Khi người ta chia sẻ, người ta viết cái số thứ tự này, viết cái số điện thoại của người ta lên trên cái caption này này, nhìn này, nhìn nha, các bạn thấy chưa, viết liền này, chia sẻ với nội dung là số điện thoại, tôi tìm phát là nó ra ngay, là nhấn thôi. Ui giời, các ông đéo hiểu các ông ăn cái gì, thông minh thế. Bạn lại chia sẻ mấy lần nhỉ, chia sẻ một lần nhận một cái nha, không cãi nha em nha. Một lúc em lại bảo anh Du mẹ lươn lẹo này, một lần này hết nha, một cái thôi, xanh chín. Mất lòng trước ta được lòng sau nha. Cứ ai chia sẻ mấy lần thì nhận lấy cái. Đây cái thẻ hồi nãy chưa tặng cho bạn, hồi nãy tặng cho em luôn, được chưa. Những cái thẻ này là nãy các bạn, hồi nãy là bị chặn tin nhắn đấy. Đây anh gửi lại cho anh gửi lại cho em luôn. Đây, chia sẻ một lần em nhận cái thôi. Thế công người ta chia sẻ đến 5-10 lần này, 100 lần này mà nhận công, mỗi nhận tiền nhận làm sao cho được nhiều mà công còn có phải để tôi nhắc. Xong nha, vào tin nhắn chờ đi, vào tin nhắn chờ, nhận ngay, viết theo. Xong, được chưa? Tiếp theo, chia sẻ với kèm nội dung lên các cha. Ui giời, các cha đùa, các cha ăn cái gì mà các cha thông minh quá rồi, chết dở rồi. Như này thì phải bỏ mẹ không tôi. Trần Phúc Điền 0392 tận 0392, tôi tặng rất nhanh, tôi tặng cực kỳ nhanh. 975 944 975 944. Trần Phúc Điền không ra Facebook, bỏ qua luôn, em thông minh quá. Xin lỗi em, chia sẻ mà không viết số điện thoại lên Facebook thì anh ả mày thôi. Xin lỗi mày nha, đừng có chửi anh. 0985 0985, tặng rất nhanh, đọc rất nhanh. 336 9009
ai mà nhanh tay được. 336 336 909. Đúng rồi, Giang Hà vào tin nhắn chờ luôn. Ông này thông minh tặng thêm 100.000 nữa luôn. Cứ ông nào mà tôi cảm thấy độ thông minh nó cao ấy, IQ nó phát triển nhanh khi xem cái livestream này, biết dùng thêm Facebook hơn, tặng thêm 100.000 nữa luôn. Ông này chia sẻ một lần nhận cái rồi. Ông này thì ông này cũng mẹ mày kích sĩ nữa, chia sẻ là còn tiếc, nhận tiền còn tiếc, chia sẻ một lần em nhận cái nha, không nói nhiều. Mình chơi mình cứ phải thẳng căng bậy em nha. Cứ ai chia sẻ nhiều nhận nhiều, ai chia sẻ ít nhận ít, chia sẻ ít nhận cái rồi, chấp nhận đi. Ông có mỗi chia sẻ nhiều lên mà nhận mà ông còn không nhận được. Cào bẩn hết cả tay, cào chết hết cả tay. Chụp bằng iPhone 11 luôn đấy. Má đi tặng thẻ mà dùng iPhone 11 chụp cho ông, mẹ ông tha hồ nét căng mà nạp. Nét căng ghét mà nạp nha, được chưa? Xong chưa? Vào tin nhắn chờ nha. Mọi người chú ý này. Tất cả các mạng mọi người yên tâm đi. Mọi người mạng gì mọi người cũng có nha. Mọi người nhớ này, một ngày em phải phát hết 50 triệu tiền thẻ. Đúng 50 triệu nha, 50 triệu tiền thẻ này. Việt Nam Mobile, à, có mỗi Việt Nam Mobile là không có rồi. Vina này, Viettel này, Mobi này, Viettel này, Mobi, tất tật có hết đúng 50 triệu. Rất nhiều thẻ cho nên mọi người cố gắng chia sẻ thật nhiều, chia sẻ thật nhiều lên. Nhấn thích trang fanpage, nhấn kết bạn đi, để em tặng cho nó nhanh, được chưa? Nhớ là chia sẻ là phải kèm nội dung là số điện thoại nha. Và nhân tiện đây, đang cần tuyển thêm hai bạn sức khỏe tốt, ngồi ăn rồi ngồi cào thẻ, móng tay là phải sắc, ngồi cào hết thẻ cho em, để em gửi thẻ cho các bác ở đây. Vì một mình em nó tặng hơi lâu, ngày 200.000, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, ngày 200.000 ăn rồi ngồi cào thẻ không làm gì hết. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai, vào đây là không có chuyện lừa đảo, đọc to rõ ràng, tặng bằng sạch cho các bác, không lừa đảo bất cứ một gì, tặng công khai minh bạch. Cái nhất, không tôi mà bạn bè mà anh em mà người thân người quen tôi mà vào đây mà xin thẻ tôi đuổi ra ngoài luôn, tôi chặn luôn, không tặng cho người quen, tránh trường hợp các bác nói nhiều quá. Là cái thứ hai. Cái thứ ba, nhớ một ngày em tặng hai lần, buổi trưa và buổi tối nha. Mọi người vào nhận, tất cả ai cũng được nhận, chỉ cần chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ công khai lên trang cá nhân, viết kèm số điện thoại. Mọi người chia sẻ vào năm hội nhóm này, sau đấy mọi người chia sẻ lên 5 lần trang cá nhân kèm theo nội